Xin chào quý khán giả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về gia thế khủng của người phụ nữ giàu có và quyền lực bậc nhất Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc của hãng hàng không Vietjet Air. Hãy cùng bắt đầu luôn các bạn nhé! Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh ngày 7 tháng 6 năm 1970 tại Hà Nội, trong một gia đình có dòng dõi danh nhân lịch sử nổi tiếng. Bà được biết đến với vai trò là CEO của hãng hàng không tư nhân Vietjet. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam vinh dự có được danh hiệu tỷ phú đô la do Forbes ghi nhận sau ông Phạm Nhật Vượng. Hiện tại, bà đang giữ chức vụ là Tổng Giám đốc của hãng hàng không Vietjet Air, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Tổ chức Tài chính của HD Bank. Bà Thảo chính là một trong những nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á với khối tài sản khổng lồ lên tới 2,5 tỷ USD, tương đương với khoảng 58.000 tỷ đồng. Bà được Forbes vinh danh là một trong 25 người phụ nữ có quyền lực nhất châu Á. Nổi tiếng với nhiệm vụ là nữ CEO của Vietjet Air, tuy nhiên có rất ít người được biết rằng lĩnh vực hoạt động chính của bà là lãnh đạo tổ chức tài chính. Bà đã được huấn luyện bài bản về ngành tài chính kinh tế, ngân hàng, tín dụng, trở thành tiến sĩ kinh tế vào năm 27 tuổi. Nhưng lĩnh vực đưa bà trở thành tỷ phú đô la lại chính là hàng không. Bà được công nhận là người đã làm nên cuộc cách mạng hàng không ở Việt Nam với mục đích hướng đến bất kỳ ai cũng có khả năng bay. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh ra trong một gia đình Hà Nội gốc. Năm 17 tuổi, bà đi du học Đại học ngành Kinh tế Tài chính và có tên tuổi nhất định trong cộng đồng nhờ thành tích học tập xuất sắc, tài năng kinh doanh thiên bẩm. Khi vẫn chỉ còn là sinh viên năm thứ hai, bà đã bước chân vào thương trường. Thời điểm ấy, thị trường Đông Âu còn rất nhiều thiếu thốn, các sản phẩm hàng tiêu dùng đều khan hiếm, nên từ nhu cầu thiết yếu của thị trường, bà đã bắt đầu bán hàng. Bà bán rất nhiều các sản phẩm khác nhau, từ hàng điện tử cho đến hàng nông sản. Đồng thời, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng trên thị trường đang khan hiếm và cần thiết, như các loại thiết bị, phân bón, sắt thép. Theo hãng tin Bloomberg, khi mới 21 tuổi, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã kiếm được 1 triệu USD nhờ bán nhựa cao su và máy fax. Sau khi quay trở về Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã góp vốn và thành lập tổ chức tài chính Techcombank và sau đó là thành lập VIB. Đây cũng chính là hai trong số những tổ chức tài chính tư nhân đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Thời điểm gần 25 năm sau, bà được đông đảo mọi người biết đến là nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Phần lớn tổng tài sản của bà đến từ cổ phần ở Vietjet và Dragon City, dự án bất động sản có quy mô lên tới 65 hectare ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc là cổ đông lớn nhất của Vietjet Air, tập đoàn Sovico Holdings của gia đình bà đã mua lại Furama Resort Đà Nẵng vào năm 2005, trở thành nhà đầu tư người Việt đầu tiên sở hữu và vận hành khách sạn 5 sao. Furama Resort Đà Nẵng khai trương vào năm 1997 với 198 phòng là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Gần một thập kỷ sau đó, Sovico tiếp tục thâu tóm thêm hai khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa là Anna Mandara và An Lâm Ninh Vân Bay. Ngày 9 tháng 3 năm 2017, tạp chí Forbes công bố danh sách các nữ tỷ phú USD trên thế giới năm 2017, ghi nhận bà Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với khối tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. Bà cũng là một trong 15 nữ tỷ phú tự thân mới trong danh sách của Forbes năm 2017. Theo thống kê của Forbes, tại thời điểm ngày 13 tháng 12 năm 2017, tổng tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 2,7 tỷ USD. Năm 2021, bà Thảo đại diện cho tập đoàn Sovico ký một biên bản ghi nhớ đồng ý hiến tặng 155 triệu bảng Anh cho trường Lineker College thuộc hệ thống Đại học Oxford. Đáp lại, trường đã đệ đơn lên Viện Cơ mật để đề nghị đổi tên thành Thảo College. Đến ngày 16 tháng 7 năm 2022, chính phủ Anh cho phép Lineker College nhận khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh được đề xuất từ tập đoàn Sovico sau khi chính phủ kết thúc việc xem xét. Tuy nhiên, cuối năm 2022, khoản tài trợ 50 triệu bảng đầu tiên nay vẫn chưa được chuyển dù đã quá hạn 6 tháng. Theo Telegraph, nhật báo quốc gia của Anh, Vietjet đang bị kiện một khoản tiền trùng hợp 155 triệu bảng Anh cộng với tiền lãi lũy kế với tỷ lệ ít nhất 31.000 bảng Anh mỗi ngày. Đơn kiện do FVK Aviation Holdings One Limited đề nghị.
nêu rõ Vietjet đã thuê 4 máy bay nhưng bị giữ lại để siết nợ sau khi không thực hiện một khoản thanh toán tiền thuê vào năm 2021. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về gia thế khủng của CEO Vietjet. Ít ai biết rằng, tiền thân của dòng họ nhà bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Nguyễn Cảnh Trân, Nguyễn Cảnh Dị. Dòng họ Nguyễn Cảnh có lịch sử hơn 600 năm, được đánh giá là một trong những dòng họ có nhiều đóng góp cho đất nước. Họ Nguyễn Cảnh trải qua 25 đời, có rất nhiều cái tên lẫy lừng trên những phương diện khác nhau. Không quá nếu nói rằng đây là dòng họ văn võ song toàn nhất Việt Nam. Đầu tiên là đời tiền thân với Nguyễn Cảnh Trân, Nguyễn Cảnh Dị là danh tướng có công chống giặc Minh. Đến nay là đời hậu bối với những doanh nhân góp phần làm giàu đất nước. Đời ông cha lẫy lừng. Thủy tổ của dòng họ Nguyễn Cảnh có từ cách đây hơn 600 năm chính là danh tướng Nguyễn Cảnh Trân 1355-1409. Vào thời hậu Trần, ông cùng Đặng Tất đại phá chống quân Minh xâm lược, tiếng tăm lẫy lừng. Trong một lần ra trận, Nguyễn Cảnh Trân và con trai là danh tướng Nguyễn Cảnh Dị, không rõ năm sinh, mất năm 1414, đã anh dũng hy sinh. Tên của hai người sau này được lấy đặt cho hai con đường tại Hà Nội. Đến thời Lê Trung Hưng, dòng họ Nguyễn Cảnh tiếp tục sản sinh ra những nhân tài cho đất nước, nối tiếp nhau làm quan, làm tướng trong triều đình. Có thể kể đến như Nguyễn Cảnh Hoan, Nguyễn Cảnh Kiên, Nguyễn Cảnh Hà, Nguyễn Cảnh Quế, Nguyễn Cảnh Diễn, Nguyễn Cảnh Quỳnh. Tất cả đều được lịch sử vinh danh. Trong đó, Cảnh Diễn, Cảnh Quỳnh còn có tên trong bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đời con cháu rực rỡ. Không chỉ đóng góp trong lịch sử, ở thời đại ngày nay, họ Nguyễn Cảnh tiếp tục cống hiến rất nhiều cho đất nước. Viện Sử học Việt Nam từng tổ chức riêng hội thảo để tìm hiểu, đánh giá văn hóa, lịch sử và những đóng góp của dòng họ này cho đất nước. Đời con cháu của họ Nguyễn Cảnh từng nắm giữ những vị trí trọng yếu trong bộ máy nhà nước. Trong đó có ông Nguyễn Cảnh Dinh, 1934, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 5, 6, 7, 8, đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8, 9, 10. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Cùng thời với ông Nguyễn Cảnh Dinh có giáo sư toán học Nguyễn Cảnh Toàn, 1926-2017, từng theo học ở Quốc học Huế và tốt nghiệp tú tài năm 1944. Ông Cảnh Toàn sau đó đỗ Đại học Khoa học ở Hà Nội và lấy chứng chỉ toán đại cương. Vị giáo sư này từng là hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, Thứ trưởng Giáo dục Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, tổng biên tập tạp chí Toán học và Tuổi trẻ trong hơn 40 năm. Tại Trung tâm Tiểu sử Danh nhân Mỹ còn đặc biệt tôn vinh ông là một trong những trí tuệ lớn nhất của thế kỷ 20. Đến nay, họ Nguyễn Cảnh tiếp tục làm rạng danh dòng họ, cống hiến cho nền kinh tế đất nước. Nhiều người sẽ phải giật mình khi biết họ đều là những doanh nhân lừng lẫy, ông chủ của các doanh nghiệp lớn. Trước hết, có thể nói đến ông Nguyễn Cảnh Bình, nhà sáng lập, CEO Alpha Books, là cử nhân Đại học Bách Khoa nhưng lại theo đuổi con đường làm sách. Vị doanh nhân này gây dựng nên một công ty tiếng tăm cả nước, trở thành đơn vị xuất bản lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tiếp đến là Nguyễn Cảnh Sơn, Nguyễn Cảnh Hồng. Hai anh em doanh nhân này khá kín tiếng, nhưng là cái tên đứng sau sự thành công của tập đoàn Euro Window Holdings. Ông Cảnh Sơn hiện là chủ tịch, còn em trai Cảnh Hồng là tổng giám đốc. Euro Window Holdings hiện tại là công ty sản xuất nhựa hàng đầu Việt Nam, là một tập đoàn đa ngành, sở hữu, chi phối hàng loạt doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như cửa sổ nhựa, bất động sản, thương mại, xây dựng. Ông Cảnh Sơn còn là chủ tịch công ty cổ phần chứng khoán Euro Capital, phó chủ tịch Techcombank, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Ông Cảnh Hồng cũng có cổ phần lớn ở Euro Window Holding, ngân hàng Techcombank và công ty chứng khoán Euro Capital. Cuối cùng, không thể không nói đến nữ tỷ phú tiếng tăm, Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air. Bà là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam khởi nghiệp và điều hành hãng hàng không thương mại của riêng mình. Vào tháng 11 năm 2018, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Bán hàng ASEAN Robert Yap và Tổng thống Singapore Halima Yacob trao giải thưởng là nữ doanh nhân xuất sắc tại khu vực ASEAN và nữ doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam. Tháng 12 năm 2018, bà được Forbes vinh danh nằm trong danh sách top 100 người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới
với vị trí là 44, tăng 11 bậc so với bảng xếp hạng của năm 2017. Ngoài ra, bà cũng là người Việt Nam duy nhất được Bloomberg đánh giá là một trong tổng số 50 nhà lãnh đạo tiêu biểu ở thế giới vào năm 2018. Bên cạnh những nhân vật nổi tiếng như Giám đốc Tài chính của Microsoft, Tổng thống Nam Phi, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngoại trưởng Canada. Sở hữu khối tài sản lên đến 2,5 tỷ USD, bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, nữ tỷ phú tự thân giàu có nhất Đông Nam Á. Năm 2019, bà Thảo cũng là nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn. Video hôm nay của Dấu tích lịch sử đến đây xin phép được dừng lại. Nếu quý khán giả thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.